Tại sao Lê Thánh Tông lại quyết định như vậy, trong khi Trần Thánh Tông hay Lý Thánh Tông lại không? Chúng tôi có một gợi ý cho các bạn, đó là vì nhà Lê cần phải làm vậy để xây dựng khái niệm mà ngày nay chúng ta gọi là khối đại đoàn kết dân tộc. Khác với nhà Lý Trần trước khi trở thành hoàng đế, vốn đã là các vọng tộc ở vùng đồng bằng sông Hồng, trung tâm quyền lực, trung tâm dân cư của Đại Việt trong quá khứ, với dân số chủ yếu là người Kinh. Nhà Lê xuất phát từ vùng rừng núi Thanh Hóa, Lê Lợi vốn là một thủ lĩnh người Mường. Tập đoàn thống trị nhà Lê chính là một tập đoàn quyền lực miền Thượng Du Thanh Hóa Nghệ Tĩnh. Các thủ lĩnh và đội quân nòng cốt của Lam Sơn có nguồn gốc sắc tộc chủ yếu là người Mường và người Thái, cộng với người thiểu số người Kinh. Để các bạn dễ theo dõi, chúng tôi sẽ giải thích một chút về các khái niệm dân tộc địa lý chúng ta sẽ gặp trong tập này. Người Kinh là dân tộc chủ thể của quốc gia Việt Nam hiện đại, chiếm khoảng 86,2% dân số và được gọi chính thức là dân tộc Kinh để phân biệt với những dân tộc thiểu số khác. Người Mường hay còn gọi là người Mo, người Moan là dân tộc sống ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Người Mường có quan hệ rất gần, có cùng nguồn gốc với người Kinh. Các nhà dân tộc học ngôn ngữ đưa ra thuyết cho rằng người Mường và người Kinh thời cổ đại không có sự phân biệt. Vào thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc thì bộ phận người dân cư trú ở miền núi ít bị Hán hóa, bảo tồn lối sống cổ đến nay là người Mường. Bộ phận ở Trung Du và đồng bằng có sự hòa trộn với người phiên Bắc về văn hóa, ngôn ngữ và nhân chủng thì thành người Kinh. Quá trình chia tách Mường Kinh xác định theo ngôn ngữ học thì diễn ra bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 và thứ 8, kết thúc vào thế kỷ thứ 12 thời nhà Lý. Người Thái hay dân tộc Thái còn gọi là Tẫy, Tay, Tày, Thay, tùy thuộc vào cách phát âm địa phương. Họ đã có mặt ở miền Tây Bắc Việt Nam và vùng núi phía Tây Thanh Nghệ Tĩnh trên 1.200 năm, là hậu duệ những người di cư từ vùng đất thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc bây giờ. Bên cạnh đó là một số khái niệm địa lý. Vùng trại là thuật ngữ thời Lý Trần thế kỷ 10-14 để chỉ vùng ngày nay là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn sau khi rời đô từ Hoa Lư về Đại La đã đổi 10 đạo thành 24 lộ, hai châu Hoan Ái thành trại. Đạo hay lộ là cách nhà Lý gọi tên các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Còn châu Hoan là tên cũ của Nghệ Tĩnh, châu Ái là tên cũ của Thanh Hóa. Với sắc lệnh này, nhà Lý coi Hoan Ái là những đặc khu vùng biên giới. Dân Hoan Ái từ đó được gọi là dân trại. Trong nội bộ vùng này, chúng ta cũng có thể chia ra khu vực Trung Du và núi cao với người Mường Thái chiếm đa số và giải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp với người Kinh là thành phần chủ đạo. Vùng Kinh Lộ, như vừa nhắc tới ở trên, Lộ là cách gọi đơn vị hành chính cấp tỉnh thời Lý Trần. Kinh Lộ là cách gọi gộp toàn bộ Kinh Thành Thăng Long và 24 lộ thời Lý, tương ứng với vùng đồng bằng sông Hồng và một phần Trung Du và miền núi phía Bắc Việt Nam ngày nay. Người dân khu vực này do đó được gọi là dân Kinh Lộ với đại đa số là người Kinh. Cách gọi kinh trại thể hiện sự phân biệt vùng miền nhất định từ thời quá khứ xa xưa của người Việt, khá giống với cách người Việt hiện đại ngày nay dùng những khái niệm như là dân thủ đô để phân biệt với tiểu vương quốc Hoa Thanh Quế. Sự phân biệt giữa hai vùng kinh trại thể hiện rõ nhất ở hai khoa thi hội triều Trần năm 1256 và năm 1266. Khi đó triều đình phân chia thí sinh thành hai ban kinh trại, mỗi ban chọn một kinh trạng nguyên và trại trạng nguyên riêng biệt. Với bối cảnh chính trị sắc tộc ở vùng miền như vậy, để có thể chính danh cai trị toàn thể các sắc dân đa dạng của Đại Việt mà người Kinh là đông nhất, nhà Lê cần một công cụ, một truyền thuyết, một cách giải thích. Truyền thuyết rừng tiên đã được chọn để thực hiện sứ mệnh này. Trong episode này của Oddly Normal, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian, tìm về thế kỷ 15 để hiểu cách tổ tiên chúng ta đã xây dựng nên bản sắc, identity chung cho dân tộc Việt Nam như thế nào. Chúng tôi muốn cảm ơn tác giả Nguyễn Mạnh Tiến, tác giả cuốn sách Khai Nguyên Rừng Tiên đã giúp chúng tôi tư liệu để thực hiện episode này. Phần 1. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Bùi! Năm đầu niên hiệu Thiên Khánh là năm Bính Thân. Quá ngày Sóc là ngày Kỷ Mão, đến ngày 12 là ngày Canh Dần. Tại nước A Nam, Lộ Khả Lan, tôi, phụ đạo Lê Lợi, đứng đầu. Với Lê Lai, Lê Thận, Lê Văn Linh, Lê Văn An, Trịnh Khả, Trương Lôi, Lê Liễu, Bùi Quốc Hưng, Lê Nanh, Lê Hiểm, Phủ Uy, Nguyễn Trãi, Lưu Nhân Chú, Trịnh Vô, Phạm Lôi, Lê Lý, Đinh Lan, Trương Chiến. Đây là lời thề được anh hùng dân tộc Lê Lợi tuyên đọc trong hội thể Lũng Nhai. Lê Lợi sinh vào giờ Tý, ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức ngày 10 tháng 9 năm 1385, niên hiệu Sương Phù thứ 9 đời nhà Trần, tại quê ngoại làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương, Thanh Hóa. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả ông là người như sau: có thiên tư tuấn tú khác thường, khi lớn lên thì thần sắc tinh anh kỳ vĩ, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, trên vai có một nốt ruồi, tiếng nói thì như chuông, dáng đi tựa rồng, nhịp bước như hổ.
Lê Lợi lúc nhỏ thì được người anh ruột tên là Lê Học nuôi nấng. Ở cái thời điểm này, tức là cuối thế kỷ thứ 14, nhà Trần bước vào giai đoạn sa sút. Ngoại thích Hồ Quý Ly được phong là phụ chính thái sư rồi dần dần kiểm soát cả triều đình. Đến năm 1400, ông Hồ Quý Ly, ông thoái ngôi cháu ngoại của mình là Trần Thiếu Đế, đặt tên nước mới là Đại Ngô và thực hiện nhiều cải tổ trong hệ thống chính trị và xã hội. Tuy nhiên là do thực hiện quá nhiều thay đổi trong thời gian ngắn, lại không được nhiều cựu thần nhà Trần cũng như là dân chúng ủng hộ, khiến cho tình hình kinh tế xã hội suy yếu và đất nước rơi vào khủng hoảng. Nhân cơ hội tình hình Đại Ngô rối loạn, năm 1406, Minh Thành Tổ Chu Đệ dùng chiêu bài phù Trần diệt Hồ, sai danh tướng là Trương Phụ và Mộc Thạnh đem 80 vạn quân đánh Đại Ngô. Do không được nhân dân ủng hộ, quân Đại Ngô nhanh chóng thất bại hoàn toàn vào giữa năm 1407. Cả Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đều bị bắt về Trung Quốc. Đại Ngô bị sáp nhập vào lãnh thổ Đại Minh. Nước Việt bị Trung Quốc đô hộ trở lại sau hơn 500 năm độc lập tự chủ. 10 năm sau khi nhà Hồ thất bại, Lê Lợi nay tự xưng là Bình Định Vương dựng cờ khởi nghĩa. Để chính thức bố cáo thiên hạ, ông cùng 18 chiến hữu chi cốt, có thể coi là 18 thủ lĩnh ban đầu của nghĩa quân, tụ tập lại để làm lễ tế cáo trời đất, kết nghĩa anh em quyết tâm đánh lại giặc Minh tại Lũng Nhai, một vùng rừng núi rậm rạp cách Lam Sơn khoảng 10 km. Chúng ta xem phim Trung Quốc thường thấy có những sự kiện như lễ kết nghĩa vườn đào uống máu anh thề huyền thoại của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Hội thề Lũng Nhai cũng có tính chất tương tự như vậy. Chúng tôi kính cẩn đem lễ vật, xanh huyết mà thành khẩn tố cáo cùng hạo nhiên thượng đế, hậu thổ hoàng địa và các tôn linh thần, bậc thượng, trung, hạ, coi sông núi và các xứ nước ta. Chúng tôi cúi xin thần linh rộng rũ lòng thương, soi xét để chứng cho việc này. Rằng có bạn ở phương xa đến, kết giao vui vẻ cùng giữ lòng tin, vì thế phải có lễ tố cáo. Nay ở trong nước, tôi, phụ đạo Lê Lợi, cùng với Lê Lai đến trương chiến, 19 người. Tuy họ hàng quê quán khác nhau, nhưng kết nghĩa thân nhau như một tổ liền cành. Vận binh hiển ti khác nhau, mong có tình như cùng chung một họ. Như chúng ta đã từng thảo luận trong tập của Dân do Dân vì Dân, tư tưởng phổ quát của thời Trung Đại là thuyết tiên mệnh, tức mọi sự trong trời đất đều do một đấng tối cao, hoàng thiên chi thượng sắp đặt và được các vị thần linh như thành hoàng thổ địa thực thi. Vua được chỉ vì đất nước là do ông ta được trời sắp đặt, giao sứ mệnh chăn dân. Điều này rất khác với tư duy hiện đại của chúng ta. Nhà nước, chính quyền là do dân bầu nên, cử ra và có thể thay thế nếu làm việc không hiệu quả. Bởi sự khác biệt như vậy, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy Nghĩa quân khi chính thức khởi sự đã chọn bố cáo trời đất trước tiên. Còn ở thời hiện đại, thể chế dân chủ, ý dân là quan trọng nhất nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu tuyên ngôn độc lập của mình bằng câu nói bất hủ. Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không? Có kẻ xâm chiếm nước ta, qua cửa quan làm hại, nên Lê Lợi cùng Lê Lai đến trương chiến, 19 người chung sức đồng lòng giữ gìn đất nước, làm cho xóm làng được ăn ở yên lành, thề sống chết cùng nhau, không dám quên lời thề son sắt. Tôi cúi xin trời đất và các vị thần linh chứng giám, ban cho 100 phút đến thân mình, nhà mình, con cháu trong họ hàng đều được yên vui hưởng lộc trời. Nếu như Lê Lợi cùng Lê Lai đến trương chiến xin lòng này khác, cầu ơn hiện tại, nứt bóng quân thù, không cùng một lòng quên lời thề ước, chúng tôi nguyện trời đất và các thần linh giáng 100 tai ương trị mình cho đến họ hàng, con cháu đều bị tru diệt, chịu hết hình phạt của trời. Kính xin có lời thề. Phân tích rõ hơn một chút bối cảnh trước khi khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra. Ngay sau khi chiếm được Đại Việt, nhà Minh bắt đầu thiết lập chế độ quận huyện, xây dựng thành lũy, tiêu hủy sách vở với mục tiêu đồng hóa người Việt lâu dài. Cùng lúc đó, nhiều cuộc khởi nghĩa chống Minh bắt đầu nổ ra. Nổi bật nhất là cuộc nổi dậy của các quý tộc nhà Trần, bắt đầu từ cuối năm 1407 với sự kiện hoàng tử Trần Ngỗi tự xưng hoàng đế, đặt đơn hiệu Giản Định. Trong thời gian ngắn, quân hậu Trần đã làm chủ từ Thuận Hóa, tức Thừa Thiên Huế ngày nay, trở ra đến Thanh Hóa. Các tướng lĩnh nòng cốt cuộc khởi nghĩa này là những cái tên rất quen thuộc với các bạn ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thông qua tên những con đường như là cha con Đặng Dung, Đặng Tất và cha con Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị. Năm 1408, quân hậu Trần tiến ra Bắc và đánh bại 10 vạn quân Minh do Trinh Di tướng quân Mộc Thạnh, binh bộ thượng thư Lưu Tuấn chỉ huy trong trận Bô Cô. Nhưng sau đó, hiểm khích nội bộ khiến lực lượng bị suy yếu nghiêm trọng, quân Minh phản công bắt được vua Giản Định mang về giết. Cháu Giản Định là Trần Quý Khoáng tự xưng là Trùng Quang Đế, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến nhưng dần thất thế trước quân Minh đông và mạnh hơn. Quân đội hậu Trần gặp liên tiếp những thất bại và phải lui dần về Thuận Hóa. Đến năm 1413,
sau trận Thư Hùng đẫm máu ở kênh Sái Già, vua Trùng Quang và các tướng lĩnh tự sát, nhà hậu Trần chấm dứt. Từ năm 1414 trở đi đến năm 1417, nhà Minh tạm ổn định được tình hình Đại Việt. Vua Minh rút thống soái Trương Phụ và một phần lính Viễn Chinh về nước. Còn về phần Lê Lợi, gia đình ông vốn chuyển đời là phụ đạo Khả Lam, vùng đất ngày nay thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là vùng trung du tiếp giáp với các địa danh như là Thường Xuân, Ngọc Lặc, Lăng Chánh, Cẩm Thủy, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 50 km. Dân cư ở đây thì chủ yếu là người Mường Thái. Cho đến ngày nay thì người Mường vẫn chiếm đa số tại khu vực Lam Sơn. Thì đây là một chi tiết ít được nhắc tới khi mà chúng ta học lịch sử về giai đoạn này. Chúng ta ngày nay không có một tài liệu nào thể hiện rõ nguồn gốc dân tộc của Lê Lợi. Liệu ông cũng là người Mường hay thổ tiên ông là người Kinh di cư đến sống trong khu vực của người Mường? Nhưng cho dù ông có là gốc người Kinh hay không, với cái việc sinh sống nhiều đời trong vùng người Mường, trở thành thủ lĩnh của bộ lạc Mường, thì chúng ta có thể chắc chắn là Lê Lợi phải mang cái đặc tính Mường rất là rõ nét. Nhiều khả năng thì ông đã sử dụng tiếng Mường để giao tiếp hàng ngày với người dân trong lãnh địa của mình và tiếng Kinh để giao tiếp với các khu vực khác. Chúng ta cũng cần chú ý đến chức vụ phụ đạo, tức tủ trưởng vùng Khả Lam của Lê Lợi. Trong thời phong kiến, khi mà chính quyền trung ương không đủ mạnh cộng với đường xá thì rất xa xôi, các phương tiện thông tin liên lạc chưa phát triển, chính quyền trung ương thường phải trao quyền tự trị rất rộng rãi cho các khu vực dân tộc thiểu số ở vùng cao. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta có thể thấy sự tự trị thể hiện rõ ràng nhất ở cái truyền thống cha truyền con nối. Lê Lợi được nhận chức phụ đạo từ cha và ông nội, chứ không phải là do triều đình trung ương cử đến, khác với những cái vùng mà chịu sự quản lý trực tiếp của Thăng Long. Về bản chất, Lê Lợi và các thủ lĩnh địa phương tương đương với lãnh chúa, những vị vua nhỏ ở trong vùng lãnh địa của mình. Ông tự tổ chức quân đội, trị an, tự phân phối ruộng đất, thu thuế và đảm bảo thực thi pháp luật. Hàng năm thì ông sẽ phải đóng thuế và có thể là đóng góp cả quân đội cho các hoạt động của triều đình trung ương. Bù lại thì ông sẽ được triều đình trung ương công nhận, đảm bảo an ninh trong trường hợp bị các bộ lạc khác tấn công. Trong suốt chiều dài lịch sử, các lãnh chúa vùng cao như Lê Lợi thường chịu sự chi phối của cả chính quyền trung ương Việt Nam ở Thăng Long và chính quyền Bồn Man Ai Lao ở Lào ngày nay. Xuất phát từ một vùng núi xa xôi, ngay từ khi khởi sự, Lê Lợi đã chứng minh tầm nhìn vượt trên một ông thủ trưởng địa phương thông thường của mình. Điều đáng nói là ở thời điểm bất cờ khởi nghĩa, ông mới 32 tuổi và chưa hề có kinh nghiệm quân sự hay chính trị đáng kể từ quốc gia. Vậy điều gì khiến ông và cuộc khởi nghĩa của mình khác biệt so với hàng chục cuộc khởi nghĩa địa phương cùng thời? Lê Lợi đặc biệt nổi trội ở khả năng tập hợp và đoàn kết lực lượng. Điều này thể hiện qua thành phần tham dự hội thề Lũng Nhai. Trong 18 người tham gia hội thề, số đông là những gia thần đã theo Lê Lợi nhiều năm và thổ hào các vùng lân cận Lam Sơn. Ví dụ Lê Lai, người mà sau này sẽ đóng giả Lê Lợi để lấy Lạc Hướng giúp Nghĩa quân mở đường máu chạy thoát trong trận Chí Linh, vốn là phụ đạo ở Dựng Tú, Ngọc Lặc, Thanh Hóa, hay Lê Hiểm là quan lang ở Ngọc Châu, cũng ở Ngọc Lặc. Cho đến ngày nay, vùng Lam Sơn và phụ cận vẫn là địa bàn cư trú của người Mường. Nòng cốt ban đầu của người khởi nghĩa Lam Sơn đa phần là người Mường, người Thái hoặc người Kinh đã Mường hóa ít nhiều. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chúng ta thấy sự xuất hiện của một nhóm người Kinh lộ ngay trong hội thể Lũng Nhai với những cái tên như Nguyễn Trãi, Bùi Quốc Hưng, Lưu Nhân Chú, Vũ Uy. Nổi bật nhất trong số đó rõ ràng là cái tên Nguyễn Trãi. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hình trạng của ông ngay sau đây. Tuy nhiên, những cái tên còn lại đều không hề tầm thường. Bùi Quốc Hưng là con cháu của một đại thần thời Trần. Bản thân ông cũng làm quan trong năm cuối triều Trần. Sau khi nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần rồi bị nhà Minh xâm lược, ông về gia trang của gia tộc ở ẩn. Sau đó, ông tìm vào Lam Sơn tham gia khởi nghĩa. Khi tham dự hội thề, ông đã 56 tuổi, trong khi chủ soái Lê Lợi mới có 32. Một cái tên khác là Vũ Uy, cháu bốn đời của phò mã Đô úy Hưng Mỹ Hầu phụ trung khái nhà Trần. Hồi diệt Trần, ông tham gia cùng nhiều quý tộc nhà Trần mưu đồ lật đổ nhà Hồ. Đến thời Đô Hộ, ông bí mật trốn vào Lam Sơn tham gia khởi nghĩa và được Lê Lợi phân công phụ trách cày ruộng, lo hậu cần cho nghĩa quân. Quay lại trường hợp Nguyễn Trãi, cái tên quá nổi tiếng thời nay, nhưng ngay từ thời của mình, ông cũng đã là một con người của công chúng. Nguyễn Trãi xuất thân trong một gia đình quý tộc. Cha ông là Nguyễn Phi Khanh, xuất thân bình dân nhưng học giỏi, thi đỗ bản nhãn, được quan tể tướng đương thời, tương đương thủ tướng là Trần Nguyên Đán, mời về dạy học cho con gái. Hai người sau đó phải lòng nhau, cô gái có thai khiến Trần Nguyên Đán phải gả con gái cho ông, rồi sinh ra Nguyễn Trãi. Bản thân Nguyễn Trãi từ nhỏ sống trong phủ thể tướng, được cha và ông ngoại dạy dỗ hướng dẫn.
Năm 20 tuổi, ông đã đỗ thái học sinh, rồi được bổ nhiệm làm ngự sử đài chính trưởng trong chính quyền nhà Hồ. Khi nhà Hồ mất, ông bị quân Minh giam lỏng tại thành Đông Quan, tức Hà Nội ngày nay. Ở thời điểm này, ông đã có danh tiếng nhất định trong xã hội đương thời, tới mức đích thân hai chủ tướng của quân Minh là Trương Phụ và Hoàng Phúc đã có những tác động để thuyết phục ông ra quy thuận và làm quan cho nhà Minh. Theo sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, Trương Phụ ép cha ông là Nguyễn Phi Khanh viết thư gọi ông ra hàng, khiến ông bất đắc dĩ phải theo. Tuy nhiên, ông nhất định không chịu hợp tác làm quan cho nhà Minh nên Trương Phụ có ý muốn giết đi. Thượng thư Hoàng Phúc thấy mặt mũi ông khác thường nên tha cho, chỉ giam lỏng. Sau đó, bằng một cách nào đó, ông đã thoát ra được khỏi vòng kiềm tỏa của quân Minh, lưu lạc giang hồ suốt gần 10 năm rồi tìm vào Lam Sơn. Có thể thấy, ngay từ đầu, tuy chỉ là một tù trưởng Mường ở một vùng hẻo lánh xa xôi ở ngoài rìa đất nước, Lê Lợi đã có một tầm nhìn rất xa trong việc xây dựng lực lượng. Nòng cốt trong đội ngũ của ông vẫn là những người Mường Thái ở vùng lân cận. Nhưng bằng cách nào đó mà ngày nay chúng ta không rõ, ông đã thu hút được những cái tên tầm quốc gia, nổi bật là Nguyễn Trãi. Để dễ hình dung, chúng ta hãy so sánh với một ví dụ thời hiện đại. Khi ông Đoàn Nguyễn Đức đầu tư vào đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, chỉ từ một đội bóng phố núi ít tên tuổi, Hoàng Anh Gia Lai phút chốc đã trở thành cái tên nổi bật, thu hút mọi sự chú ý của cổ động viên toàn Việt Nam và thậm chí cả Đông Nam Á khi mời được Kia Tây Sắc về đầu quân năm 2002, ngay khi đội này vẫn còn đang ở giải hạng nhất khi chưa được tham gia giải vô địch quốc gia. Trong khi Kia Tây Sắc được coi là cầu thủ Thái Lan hay nhất mọi thời đại. Do đó, khi anh về Hoàng Anh Gia Lai, tất cả mọi người sẽ chú ý. Ngày Kia Tây Sắc đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi đi xe lên Pleiku, hàng vạn cổ động viên đã đổ ra đường để đón anh. Việc mời được những người như Nguyễn Trãi, Bùi Quốc Hưng rõ ràng đã nâng tầm của Lê Lợi, giúp ông thu hút được một bộ phận những người kinh ở đồng bằng sông Hồng đang bất mãn với quân Minh. Cho dù ở thời kỳ này, người kinh lộ đồng bằng sông Hồng vẫn coi người vùng thượng du Lam Sơn là man di, bị coi là kém phát triển hơn về mọi mặt. Điều này còn được minh họa qua một truyền thuyết khác, đó là thời kỳ đầu của khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Trãi đã đưa ra sáng kiến dùng mỡ viết vào lá cây trên rừng 8 chữ: Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi. Kiến ăn mỡ khoét thành chữ trên mặt lá, rồi lá dùng theo dòng nước trôi đi các ngả mang tin Lê Lợi và Nguyễn Trãi khởi nghĩa đến với mọi người, khiến tất cả tin tưởng vào nghĩa quân. Tuy ngày nay chúng ta chưa xác định được độ chính xác của câu chuyện này, đây là một mưu kế thực hay chỉ là một sự kiện giả tưởng. Nhưng rõ ràng, ngay từ đầu, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy Nghĩa quân đã đặc biệt quan tâm đến việc mưu phản tâm công, tức là sử dụng tuyên truyền để thu hút sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, bao gồm cả người Mường Thái ở vùng biên viễn Thanh Hóa Nghệ An và người Kinh ở đồng bằng. Việc khoét chữ trên lá cũng khiến chúng ta liên tưởng đến hình thức phát truyền đơn cho các cuộc cách mạng hay chiến tranh. Có thể nói, việc phát minh ra kỹ nghệ in ấn và xuất bản là một cuộc cách mạng thông tin 1.0 có tác động to lớn đến bánh xe lịch sử, đóng vai trò quan trọng cho việc hình thành những khái niệm hiện đại như quốc gia, nhà nước, dân tộc. Only Normal sẽ đi sâu vào chủ đề này trong một episode riêng.